còn chưa ra mắt chính thức, For Territory đã kênh giá tới 30 triệu đồng tại đại lý. Giá gói phụ kiện đính kèm của For Territory vẫn mềm hơn đàn anh For Everest 2023 lúc mới ra mắt. Theo kế hoạch, For Territory 2023 sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 10 tháng 10. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, một số đại lý đã dục dịch áp dụng gói lạc cho mẫu CSUV này. Cụ thể, gói phụ kiện người dùng phải mua để nhận xe sớm sẽ có giá trị khác nhau tùy từng đại lý, có nơi chỉ khoảng 15 triệu đồng, nhưng có nơi lại lên tới 30 triệu đồng. Điều này tùy thuộc vào lượng xe Territory mà đại lý có thể nhập về sau khi ra mắt, nên vẫn có một số showroom sẵn sàng bán đúng giá niêm yết cho người dùng. For Territory 2023 sẽ được bán ra Việt Nam với 3 phiên bản, giá dự kiến ở thời điểm hiện tại đang là 830 triệu, 930 triệu và 965 triệu đồng lần lượt cho bản Gen, Titanium và Titanium X. Tân binh phân khúc SUV cỡ C này cũng đang nhận được nhiều sự chú ý của khách Việt, nhờ ngoại hình khỏe khoắn và bắt mắt. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, với mắt lưới xếp hình tổ ong và mạ chrome, nằm ở hai bên là giải đèn LED định vị ban ngày còn cụm đèn chiếu sáng chính được đặt thấp hơn, những cũng được trang bị bóng LED. Ngoài ra, xe còn có mâm hợp kim 19 in thiết kế 5 chấu kép, đèn hậu phía sau cũng là loại LED và có đi kèm cốp điện rảnh tay. Ở bên trong, nội thất của For Territory 2023 hướng đến phong cách hiện đại và sang trọng, với một số chi tiết được ốp gỗ. Trên bản Titanium X cao cấp nhất, phía sau vô lăng 3 chấu có sự xuất hiện của bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền, với màn hình giải trí trung tâm và đều có kích cỡ 12,3 inch. Các trang bị tiện nghi bao gồm tính năng kết nối Apple CarPlay Android Auto không dây, núm xoay chuyển số, điều hòa tự động hai vùng độc lập, hệ thống lọc không khí, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa sổ trời toàn cảnh panorama và sạc điện thoại thông minh không dây. Về khả năng vận hành, For Territory 2023 được trang bị động cơ xăng EcoBoost 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, cho công suất tối đa 170 mã lực cùng mô men xoắn cực đại đạt 260 Nm. Trang bị hộp số là loại tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Trang bị an toàn cũng sẽ là điểm nhấn của For Territory 2023 với nhiều tính năng hiện đại như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng kết hợp chức năng Start và Go, cảnh báo lệch làn đường, phanh tự động khẩn cấp thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cân bằng điện tử, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động kết hợp cùng cảm biến giúp mẫu SUV cỡ C này lùi chuồng chỉ bằng một nút bấm.